Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng 4 thập niên đủ để lấp bụi thời gian phủ mờ một sáng tác hay tên tuổi nào đó, và ngần ấy thời gian cũng để thử thách cho sức sống một tác phẩm. Ca khúc Giáng đứng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ, phổ thơ Lê Anh Xuân là một trong số những ca khúc cách mạng vẫn được các thế hệ yêu thích. Vì sao ca khúc này lại có sức sống bền lâu? Hoàn cảnh ra đời của thơ và nhạc ra sao? Trong chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, những người thực hiện xin được gửi đến quý vị và các bạn câu trả lời trên. Anh tên gì hỡi anh yêu quý, anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng, như đôi dép dưới chân anh dẫm lên xác thù mà vẫn một màu bình dị sáng trong. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại Giáng đứng Việt Nam. Tắc vào thế kỷ, anh giải phóng quân ơi, tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Giáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất, Giáng đứng tự hào, Giáng đứng Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ sinh năm 1935, mất năm 1995. Ông tốt nghiệp đại học tại Nhạc viện Hà Nội. Sau năm 1975, ông chuyển vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước khi công chúng biết đến ca khúc này thì rất nhiều độc giả đã thuộc nằm lòng bài thơ Giáng đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân viết năm 1968. Cũng ít ai biết rằng đây là bài thơ cuối cùng của Lê Anh Xuân. Chỉ mấy tháng sau đó, nhà thơ, chiến sĩ Lê Anh Xuân đã hy sinh trong một trận càn. Không lâu sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ đã có sự kết hợp đan hòa giữa nhạc và thơ để cho ra đời ca khúc cùng tên đầy cảm xúc. Trong giai đoạn rực lửa của chiến tranh, ca khúc này thực sự là tín hiệu của triệu lý tưởng của muôn triệu trái tim. Tôi ra khoảng năm 1970, lúc đó chúng tôi đứng chiến đấu ở chiến trường B5, nằm ở như vậy trong hầm mà nghe. Và khi nghe cái bài hát này thì chúng tôi là rất là xúc động. Rất xúc động và nó gửi lên cái hình ảnh của cái người chiến sĩ ở trên cái hình ảnh của người lính giải phóng quân ở trong mậu thân. Mà chính mậu thân thì chúng tôi lại là làm là những người trực tiếp làm cái mậu thân, chiến đấu ở mậu thân. Thì tôi là một thế hệ trẻ không được sinh ra và lớn lên trong cái thời kỳ bom đạn ác liệt chiến tranh của dân tộc, nhưng mà sau khi nghe ca khúc Giáng đứng Việt Nam thì trong tôi như sống lại không khí hào hùng của dân tộc, và thế mà khâm phục cái tinh thần chiến đấu anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tôi thì được đào tạo về chuyên ngành về dòng nhạc dân gian, nhưng mà những cái ca khúc cách mạng thì tôi vẫn thường nghe, và bài hát Giáng đứng Việt Nam là một trong những ca khúc mà tôi rất là yêu thích, bởi vì nó xây dựng được một cái hình tượng chiến sĩ cách mạng trong cái thời kỳ gian khổ của dân tộc, và nó thôi thúc trong chúng ta những cái niềm tự hào và phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những công lao mà chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Thưa quý vị, trong tác phẩm Giáng đứng Việt Nam, nổi bật là hình tượng người lính kiên cường quả cảm để tạo nên giáng đứng tạc vào lịch sử. Hình tượng này lấy nguyên mẫu từ những người lính huyền thoại của tiểu đoàn C-16 trong chiến dịch mùa xuân năm 1968. Tiểu đoàn C-16 Anh Hùng thành lập năm 1965, đến cuối năm 1971 đã đánh hơn 250 trận lớn nhỏ. Trong trận đánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, các mũi tấn công của C-16 bám trụ từng tấc đất
chiến đấu quyết liệt với kẻ thù và 380 cán bộ chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại. Trong trận chiến này, có người lính đã hy sinh nhưng vẫn trong tư thế đứng bắn. Cũng nhiều giả thiết về nguyên mẫu của bài thơ, có ý kiến cho rằng đó chính là anh Nguyễn Văn Sáu, cán bộ chỉ huy mũi tấn công Huyền Thoại. Có tài liệu lại cho rằng đó chính là chính trị viên phó Nguyễn Văn Mẹo. Và thưa quý vị, dù là ai thì điều quan trọng hơn cả, hình tượng người lính trong tác phẩm đã hóa thành hình dáng bất tử của triệu triệu người Việt Nam. Dáng đứng Việt Nam mang cái màu sắc của một cái tráng ca. Tác giả đã khắc họa một cái hình tượng rất là đẹp, là một cái dáng đứng. Cái dáng đứng đó là một dáng đứng anh hùng. Dáng đứng đó là dáng đứng của một cái chiến sĩ. Thực sự đó là một người anh hùng. Anh hùng. Rồi. Và đó chính là một người anh hùng của nhân dân. Từ nhân dân mà ra và chiến đấu vì nhân dân. Với cái dòng các cách mạng ấy, thì nó thường là những cái ca khúc nó thể hiện được cái chiều sâu của tâm hồn. Nó mang hơi thở của cái cuộc sống của thời đại. Cho nên là tất cả những cái ca khúc cách mạng ấy, nếu mà nó để lại được cái trong lòng người nghe những xúc động, rung động thực sự thì nó sẽ có cái sức sống trường tồn hơn. Đây là một cái, cũng là một cái câu trả lời cho cái vì sao cái ca khúc Dáng đứng Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ đấy đã với một cái thời gian là hơn 40 năm rồi, nhưng mà nó vẫn để lại trong lòng người nghe những cái cảm xúc rung động rất là thực sự. Ca khúc Dáng đứng Việt Nam lay động đến tận sâu trong tâm hồn mỗi người, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vẽ nên một tư thế bất khuất kiên cường, tượng trưng cho dáng đứng của cả một dân tộc, không chịu sự lệ thuộc, không chịu cảnh mất nước, dù hy sinh nhưng vẫn trong tư thế, súng chắc trong tay, lưỡi lê sáng ngời, giặc Mỹ bàng hoàng sợ khiếp. Đó chính là dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ của hàng ngàn năm lịch sử. Bởi thế mà, anh tên gì, hỡi anh yêu quý, không còn là một câu hỏi. Bởi anh tượng trưng cho những người giải phóng quân, cho cả thế hệ trẻ, cho dân tộc. Tên gì hỡi anh yêu quý, anh đứng đó tượng trưng cho thế hệ trẻ, như cây súng chắc trong tay, lưỡi lê sáng ngời, giặc Mỹ bàng hoàng sợ khiếp khiếp, gương người dũng cảm đi thẳng vào lịch sử, vang vọng lại lời ca lớp lớp lên đường, để trở thành tư thế Việt Nam tự hào thế hệ. Anh giải phóng quân ơi, tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân, từ sáng đứng của anh trên đường băng. Thưa quý vị, hình tượng trong bài Dáng đứng Việt Nam chính là cốt lõi sáng ngời của tác phẩm. Nhưng để ca khúc vẫn mãi được cất lên thì chính giai điệu, cấu tứ cũng quan trọng không kém. Đoạn đầu ca khúc vừa trầm hùng vừa như kể, nhưng đoạn sau viết lên thành cao trào đầy hào hùng. Tác phẩm được viết ở cái hình thức hai đoạn, cấu trúc hình thức hai đoạn. Ông sử dụng cái điều thức
trường là chủ yếu. Và bên cạnh đó thì là có những cái điều thức đan xen, như là điều thức có lúc chuyển về điều thức thứ, có lúc chuyển về mang màu sắc của điều trưởng hòa âm với những cung bậc của cái điều thức đó. Đoạn một với cái tính chất trầm hùng, giai điệu tiết tấu chậm rãi và có sự đan xen giữa các cái màu sắc, lúc thì trưởng, lúc thứ, lúc thì ông cho điều trưởng hòa âm, tạo nên một cái nhiều cái cung bậc. Khi thì cương nghỉ, lúc thì lại lặng, sâu lặng lại. Sang đến đoạn 2 thì cái giai điệu được thể hiện ở một cái âm vực, âm khu cao, cao vút lên, như là một cái sự tự hào. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe lại trọn vẹn ca khúc này để thêm một lần sống lại trong không khí hào hùng của thời đại anh hùng của dân tộc. Tên gì hỡi anh yêu quý, anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng, như đôi dép dưới chân anh dẫm lên sắc thù mà vẫn một màu bình dị sáng trong. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại sáng đứng Việt Nam tặc vào thế kỷ. Anh giải phóng quân ơi, tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Từ sáng đứng của anh trên đường băng tân sơn nhất, sáng đứng tự hào, sáng đứng Việt Nam. Tên gì hỡi anh yêu quý, anh đứng đó tượng trưng cho thế hệ trẻ, như cây súng chắc trong tay, lưỡi lê sáng ngời, giặc Mỹ bàng hoàng hoang sợ khiếp kinh. Gương người dũng cảm đi thẳng vào lịch sử, vang vọng lại lời ca lớp lớp lên đường, để trở thành tư thế Việt Nam tự hào thế hệ. Anh giải phóng quân ơi, tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Từ sáng đứng trên đường băng tân sơn nhất, sáng đứng tự hào, sáng đứng Việt Nam. Anh giải phóng